Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, sau khi trải qua một thời kỳ thanh lọc của thị trường, các nhà đầu tư khách hàng đang ngày càng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường sẽ theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Do đó, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Tạp chí điện tử Người Đưa Tin thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều tín hiệu sôi động, nhất là tại phân khúc chung cư và đất nền ven đô. Bên cạnh đó, chỉ còn vài ngày nữa, luật đất đai năm 2024, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sẽ có hiệu lực. Đây là thời điểm đánh dấu thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ phát triển bền vững, lành mạnh. Kinh nghiệm thực tiễn từ những lần thị trường đón sóng, ông Võ Hồng Thắng, giám đốc đầu tư TKRA Group khuyến cáo người mua cần lưu ý khi tham gia thị trường này, cần ưu tiên những khoản đầu tư trung và dài hạn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có chiến lược bài bản mới có thể đảm bảo lợi nhuận như kỳ vọng. Không nên bỏ tiền theo kiểu lướt sóng, bởi giai đoạn này đầu tư thực mới lên ngôi, người lướt sóng dễ nhận trái đắng. Với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính ngân hàng, ông Thắng cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc sao cho tỷ lệ vay tối đa chỉ ở mức 40-50%, cộng với đó số tiền trả lãi định kỳ cũng chỉ nên chiếm tối đa 50% thu nhập hàng tháng là an toàn và hợp lý. Ngoài ra, nhà đầu tư, người dân cũng cần tập trung vào những khu vực đất nền phục vụ nhu cầu thực, tập trung ở những nơi đông dân cư, đầy đủ tiện ích và tránh xa những sản phẩm mang tính chất đầu cơ. Đất nền đấu giá an toàn bởi giá và thông tin minh bạch. Đất nền dự án của chủ đầu tư uy tín đều là những sản phẩm nên được ưu tiên chọn lựa trong giỏ hàng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, đất nền sẽ vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn của thị trường bất động sản do gắn với tâm lý chuộng nhà đất của người Việt. Với người Việt, đất nền luôn được đánh giá cao về khả năng tích sản và gia tăng lãi vốn theo thời gian. Do đó, sức hút của đất nền vẫn rất lớn. Ông cho biết hiện thanh khoản của thị trường đất nền tập trung ở các dự án pháp lý đã hoàn thiện, có sổ đỏ hoặc các dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí liền kề các khu dân cư, khu công nghiệp, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố đã và đang sở hữu những điểm sáng nhất định, được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Về lâu dài, phân khúc đất nền sẽ là phân khúc có sức bật tốt trên thị trường bất động sản, ông Đính nhấn mạnh. Chia sẻ về câu chuyện đầu tư lướt sóng, ông Đính cho rằng, sau khi trải qua một thời kỳ thanh lọc của thị trường, các nhà đầu tư, khách hàng đang ngày càng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn, chuyên nghiệp hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường sẽ theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Do đó, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này. Chứng kiến nhiều bài học từ những cơn sốt đất, ông Đính khuyến cáo, nhà đầu tư tuyệt đối không lao theo cơn sốt không đầu tư theo phong trào, đám đông. Theo ông Đính, bài học nhãn tiền là mỗi đợt sốt đất đi qua, thị trường bất động sản tại khu vực đó sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua giai đoạn đóng băng. Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn vay, đòn bẩy tài chính cao sẽ rất áp lực, thậm chí có khả năng thua trắng khi là người đến muộn hoặc là sau cuối của con sóng. Đồng quan điểm đó, ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất Xanh miền Bắc cho rằng, trải qua một chu kỳ của thị trường bất động sản, khi rơi vào cảnh ngậm trái đắng, nhiều nhà đầu tư đã ngộ ra. Theo đó, tình trạng đổ xô lướt sóng như trước đây gần như không còn nữa. Sự thận trọng trong giai đoạn thị trường khó khăn đã giúp các nhà đầu tư không chuyên dần trở nên chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy xu hướng đầu tư để tích trữ tài sản trong dài hạn. Trên thực tế, theo ông Quyết, trong 2 năm qua, không phải là các nhà đầu tư không còn tiền, các nhà đầu tư đi sau đã nhìn thấy bài học của thế hệ trước, nên khi quyết định đầu tư, họ rất thận trọng. Họ đánh giá kỹ các dự án mới quyết định mua chứ không phải dự án nào cũng mua. Nhiều dự án tại một số địa phương dù mức giá ở thời điểm này được các nhà đầu tư đánh giá là rẻ, nhưng họ vẫn chưa quyết định mua vì còn cân nhắc thêm dựa trên nghiên cứu về tiềm năng của thị trường trong tương lai, chứ không vì thấy rẻ so với trước nên mua. Dù rẻ như thế nào cũng phải cân nhắc xem sau này có bán được không, nhu cầu là ai, ông Quyết nói. CEO Đất Xanh miền Bắc cho rằng nhà đầu tư đã có sự thay đổi lớn, hướng tới chuyên nghiệp hơn khi tham gia thị trường bất động sản để không gặp rủi ro, không còn bị hiệu ứng đám đông hay hiệu ứng giá rẻ, không mua thì mất cơ hội chia phối như trước đây. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Khi các chính sách pháp luật có hiệu lực, tháo gỡ được những vướng mắc pháp lý các dự án bất động sản, nguồn cung nhà ở sẽ tăng lên, từ đó thị trường bất động sản sẽ điều chỉnh tăng trưởng và bền vững. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường thông tin. Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó. Chia sẻ tại hội thảo mới đây, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho rằng, hiện nhà nước cùng lúc sửa đổi các bộ luật liên quan đến phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, đất đai là hành động thể hiện sự quyết tâm
và đồng bộ của pháp luật và tác động trực tiếp, trực diện đến các dự án nhà ở, bất động sản, đất đai, tín dụng. Tất cả chỉ vì mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án được triển khai, thúc đẩy dòng vốn và thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Theo ông Hải, điểm chung của các nội dung được sửa đổi bổ sung trong các luật này là nhằm đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, tháo gỡ tồn tại, hạn chế, đảm bảo tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ giữa các luật này với các luật khác có liên quan để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở và thị trường bất động sản. Đặc biệt, các chính sách pháp luật mới này sẽ tăng cường bảo vệ quyền lợi của người dân, người mua nhà, tăng sự công khai, minh bạch về thông tin dự án, giúp người mua có khả năng tiếp cận nhiều hơn các thông tin sạch, nâng cao việc bảo vệ người mua, giảm rủi ro tranh chấp. Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay chính phủ đã ban hành rất nhiều thông tư, nghị định liên quan đến các luật mới. Khi các chính sách pháp luật có hiệu lực sẽ tháo gỡ được những vướng mắc pháp lý, các dự án bất động sản, nguồn cung nhà ở sẽ tăng lên, từ đó thị trường bất động sản sẽ điều chỉnh tăng trưởng và bền vững. Theo ông Châu, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khó khăn giảm dần và sẽ hồi phục cùng với sự cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh. Các doanh nghiệp không còn tìm cách lợi nhuận đơn thuần về phía mình mà luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư, khách hàng. Cũng chia sẻ tại hội thảo, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư DKOA Group cho rằng, về tổng thể, đến hiện tại vẫn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, trong khoảng 5 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản bắt đầu có tín hiệu tích cực hơn dù chưa đồng đều ở các phân khúc. Hiện các chính sách pháp luật mới có rất nhiều ưu điểm, dự kiến bất động sản sẽ sớm phục hồi. Còn ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, luật đất đai năm 2024 có rất nhiều điểm mới. Điều này sẽ giúp khai thông nguồn lực đất đai, giúp các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chủ động hơn, đơn cử như quy định trong phân cấp phân quyền về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Hiện nay, giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ như trước đây. Việc này đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó có các dự án bất động sản, hay luật cũng quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản. Như vậy, ba luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024 được xem là nỗ lực rất lớn của Chính phủ để gỡ khó cho bất động sản. Các luật mới liên quan tới đất đai, nhà ở tạo hiệu ứng domino sẽ giải quyết những vướng mắc lâu nay của các dự án địa ốc, khơi thông nguồn lực xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, làm minh bạch thị trường bất động sản. Ứng dụng CafeLand Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.